Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang có mặt tại showroom Sài Gòn Ford chi nhánh Nam Sài Gòn để chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Transit 2022. Tuy nhiên, điều đặc biệt của chiếc xe này ở bên trong phần nội thất. Cường sẽ mời các bạn vô bên trong phần nội thất của chiếc xe này để xem nó đặc biệt như thế nào. Cường đang ngồi bên trong nội thất của chiếc xe này. Quay một vòng thôi là các bạn cũng đã thấy được chiếc xe này đã được có một cái sự lột xác hoàn toàn về phần nội thất. Thì chiếc xe này là Ford Transit Limousine phiên bản trung cấp 10 chỗ ngồi các bạn. Nó là bản trung cấp nha. Tức là bên Cường có 3 phiên bản limousine cho các bạn. Bản đầu tiên là bản sơ cấp, bản thứ hai là trung cấp và bản cao cấp là bản VIP. Thì đây là bản ở giữa. Bản ở giữa chúng ta sẽ có cấu hình là 10 chỗ ngồi, có TV và vách ngăn ở đây. Thì với chiếc xe này, cái giá của nó chia sẻ các bạn luôn là giá niêm yết của chiếc xe này là 1 tỷ 369 triệu đồng. 1 tỷ 369 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Thì tùy vào từng thời điểm, giá tiền, giá bán, chương trình khuyến mãi nó có thể là nó thay đổi theo thời gian. Thì để mua xe ở thời điểm các bạn xem video lúc nào thì các bạn hãy gọi điện thoại cho Cường. Cường sẽ báo giá các bạn một cái mức giá chính xác ở cái thời điểm các bạn mua. Còn giá niêm yết của nó là 1 tỷ 369 triệu đồng. Rồi, điểm nhanh cho các bạn về những cái điểm thay đổi. Cấu hình 10 chỗ ha, thì Cường sẽ mô phỏng một cái vị trí của Cường, bởi vì 10 chỗ ngồi đều có cái phần cấu hình như nhau, tiện ích như nhau. Thì khi Cường ngồi ở vị trí này, chúng ta sẽ có toàn bộ ghế được bọc da cao cấp. Toàn bộ ghế được bọc da cao cấp. Chưa hết, chúng ta sẽ có phần quạt lưng ở đây nha các bạn. Phần quạt lưng. Quạt lưng cho cả 10 ghế. Thông qua cái nút bấm ở đây, chúng ta sẽ kích hoạt cái quạt lưng. Bấm vô là quạt lưng. Nó sẽ có một cái luồng gió nó lưu thông ở phần lưng và phần mông, giúp cho mát mẻ trong những cái hành trình đi rất là dài. Rồi đèn cá nhân. Các bạn thấy đèn đọc sách cá nhân không? Đó, khi mà mình muốn đọc sách riêng tư thì mình bấm vô để mình đọc sách. Thứ hai nữa là mỗi ghế chúng ta sẽ có hai cổng sạc. Hai cổng sạc luôn nha các bạn, thoải mái sạc. Đây, rất là nhiều vị trí cổng sạc ở đây. Rồi vô vàn những cái vị trí để đồ, hộp để ly, để tạp chí. Rồi bên này cũng có những cái hộp để đồ. Rồi cái ghế của chúng ta sẽ có thể là mình tùy chỉnh cái độ ngả của ghế đây. Đây, mình sẽ mở cái độ ngả cho các bạn xem. Đó. Rồi. Mở ra như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể ngồi một cái hành trình rất là dài. Cái độ ngả lưng ghế rất là tốt. Và chúng ta có thể tiến cái ghế này tới lui. Đó. Để điều chỉnh cái không gian phù hợp cho những người ở phía sau, hay là cực kỳ rộng cho người ở phía trước. Rồi rất là nhiều cái vị trí để đồ ở đây. Ở bên trên phần trần của chiếc xe này là hệ thống đèn trần hình tổ ong. Toàn bộ đều được bọc da và ốp gỗ. Gỗ, da, đèn trần tổ ong. Mỗi vị trí ghế đều có cửa gió điều hòa. Thứ hai nữa là ở phần sàn. Sàn bọc gỗ 100%. Phần sàn bọc gỗ luôn nha. Toàn bộ những cái xung quanh của Cường đều được ốp gỗ và bọc da. Ví dụ như cái vách này ở đây cũng được bọc da cao cấp. Phần trần ở đây, phần rèm cửa là rèm thiết kế lại. Khi mà chúng ta kéo cái phần rèm này xuống, tất nhiên rèm này kéo cơ thôi, bản VIP sẽ là chỉnh điện luôn. Đó, mình kéo xuống thì khi lúc này một cái không gian cực kỳ riêng tư ở bên trong, các bạn muốn làm gì trên chiếc xe này cũng được. Tiếp theo nữa là ở trước mặt của Cường là một dàn hệ thống giải trí các bạn. Chúng ta sẽ có một cái màn hình ở đây, một cái màn hình ở đây, kích thước nó có đâu đó khoảng cái này Cường thấy nó khoảng 24 inch các bạn, 24 inch. Và chúng ta sẽ có hai cái loa sub ở đây, sẽ cho cái âm thanh siêu trầm. Hai loa sub hai bên này nghe nhạc bá cháy luôn. Rồi bây giờ Cường qua cái phần hàng ghế đằng sau một xíu để chia sẻ các bạn. Ở phần hàng ghế đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ đây này, đồng hồ limousine ở đây. Cường sẽ ngồi thử cái hàng ghế thứ này, hàng ghế thứ tư, để xem nó rộng hay không. Thì các bạn có thể thấy
ở tất cả cái vị trí ghế của 10 ghế nó đều rộng như nhau các bạn. Cái phần đây ngồi các bạn có thể thấy một cái khoảng để chân rất là rộng ở đây nè các bạn. Vẫn còn khoảng 20 cm mới chạm cái hàng ghế đằng trước, rất rộng luôn. Có thể nói là các bạn ngồi chiếc xe này thì vị trí nào cũng thoải mái như nhau. Tiện ích thì vẫn đầy đủ như nhau. Cổng USB, đèn mắt lưng là toàn bộ xung quanh được bọc da một ốp gỗ cao cấp. Thì bây giờ Cường sẽ mời các bạn lên cái hàng ghế thứ nhất để cho các bạn xem một xíu khi mà chúng ta ngồi lái chiếc xe này nó sẽ như thế nào. Cường đang ngồi ở vị trí người lái các bạn. Và phần vị trí người lái cũng không thua thiệt gì so với lại hàng ghế đằng sau. Toàn bộ vẫn được bọc da. Cái nệm da này ngồi rất là sướng các bạn. Đó, điều chỉnh được thoải mái luôn. Này ngồi giống như là nó rất là ôm cái phần lưng của mình. Cái phần độ hõm của cái phần lưng và phần mông rất là sâu. Mình ngồi cảm giác không có bị chồng chành. Ở đây thì tiện ích thì mình có thể chia sẻ có hai cái màn hình. Một cái màn hình khoảng 10 inch ở bên trên này. Và một cái màn hình 11,2 inch ở dưới này. 10,9 các bạn. Này là 11 inch, cái này là 10 inch. Thì cái màn hình này nó sẽ kết nối lại cái màn hình ở đằng sau. Ngồi ở đây chúng ta vẫn có thể là điều khiển được cái màn hình ở phía đằng sau. Đó, hệ thống điều chỉnh đèn các thứ là điều khiển được ở đây hết. Tức là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ ở cái vị trí này. Rồi, xe của chiếc xe này nói sơ một xíu về cái thông số thì nó là động cơ dung tích là 2.2 các bạn. Tuy nhiên là mức moment xoắn và lực kéo sẽ tăng hơn so với lại phiên bản trước. Và đặc biệt là moment xoắn sẽ đến sớm hơn, ở vòng tua sớm hơn so với lại phiên bản trước. Điều này sẽ giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều và cho một khả năng vận hành nó mượt hơn cái phiên bản trước rất là nhiều các bạn. Và chiếc xe này có luôn cả cái công nghệ là bù ga để đỡ bị chết máy trong những cái tình huống mà mình đi đường nội thành bị kẹt xe nhiều. Như vậy thì chiếc xe này sẽ phù hợp với lại những đối tượng khách hàng như thế nào? Thì nếu chỉ xét riêng cái phiên bản trung cấp này mức giá là 1 tỷ 369 triệu đồng thì Cường nghĩ đây là một chiếc xe rất phù hợp cho những khách hàng mà có nhu cầu vận chuyển hành khách VIP. Đối tượng là có thể là phù hợp, rất là phù hợp đối với những nhà hàng khách sạn cao cấp, hoặc là xe mua cho công ty để chuyên chở những cái chuyên gia, hoặc là mua cho những đội bóng. Chiếc xe này Cường đã bán cho một đội bóng ở Sài Gòn để chở các cầu thủ đi đá banh. Hoặc nếu các bạn mà có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cái phiên bản thấp hơn là phiên bản chung, phiên bản S. Phiên bản S là phiên bản thấp hơn phiên bản này. Cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ khác nhau là cái màn hình và không có cái vách ngăn ở giữa. Còn lại mọi thứ vẫn y chang như phiên bản này. Và một phiên bản cao cấp hơn nữa thì nó sẽ rất là phù hợp đối với lại những khách hàng mà có cái tính cá nhân hóa, ví dụ như chở gia đình, phục vụ tối đa cho gia đình. Thì bên Cường có đầy đủ 3 phiên bản cho các bạn luôn. Thì nếu các bạn có nhu cầu mà mua xe thì hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.